bánh mì Việt Nam nhưng lại chẳng có cái bánh mì nào. Chụp hình là phải mua, không mua là họ không cho chụp hình. À. Dạ 10.000. Đúng rồi cô. 10.000 thôi. Nhấm bỏ lagu. À nhân sơ. Cái này bao nhiêu? Giá bao nhiêu ạ? Cái này 30, 40. Oh man. Cái vỏ ngoài nó hơi cứng, chắc là có thể do để lâu là cái số kẹo đường á. Cái vỏ bánh mì nó bị cứng quá. Thôi trên đây toàn ớt vậy đây, không ớt đi. Dồ, bánh mì chay ngon, 40k một ổ tặng kèm nước sâm. Ớt là ớt tươi đúng thế. Cái sốt này y chang cái vỏ lagu luôn. Ừ, mà ngon. Thật sự. Mình đã sẵn sàng trên tinh thần là trải nghiệm rồi nhưng mà vẫn thực sự nó giống cái hội chợ hơn ý. Vì như mọi người thấy thì lễ hội bánh mì vậy thôi chứ vẫn bán các loại xiên que, nước, thậm chí là nước mắm hay là vòng trầm hương luôn là đằng khác. Còn về dàn bánh mì thì chủ yếu là bị khuất bên trong ấy. Nếu như mà mình không đi hỏi mọi người thì mình cũng không biết nó nằm đâu. Ai mà có tới đây rồi thì mình khẳng định là không có free bánh mì nào hết nha. Mọi người chỉ free vé vào cổng thôi, còn bánh mì là mọi người phải bỏ tiền ra mua nè.